Xin chào mừng toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Xuân Quyết, Long Biên, Hà Nội. Rất vui hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý vị, anh chị và các bạn một mẫu xe vừa về đến cửa hàng bên em. Em trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị, anh chị và các bạn trong suốt thời gian qua luôn ủng hộ và theo dõi kênh của em để kênh của em được phát triển như ngày hôm nay. Một lần nữa em trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã dành tình cảm cho em. Hãy để lại ý kiến đóng góp của anh chị ở phía dưới phần bình luận nhé. Hôm nay em giới thiệu đến toàn thể quý vị, anh chị và các bạn một mẫu xe đứng ngay bên cạnh em đây. Là một chiếc siêu phẩm đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam 2016. Trên chiếc xe này được trang bị rất nhiều các tính năng công nghệ option mà ở một trong những chiếc xe cùng đời không có. Đời 2012 sản xuất và 4 năm nằm lưu kho ở Hàn Quốc, về đến Việt Nam 2016 chạy mới có hơn 7 vạn thôi, và chủ xe vừa thay một dàn lốp mới. Chiếc xe này được trang bị trên mình là khối động cơ 4 máy, máy 1.0, được trang bị hệ thống phanh, đĩa tản nhiệt và được trang bị bóng khí an toàn trong khoang lái. Được trang bị về phần là gương kính của xe, chỉnh cụp xòe theo trên chìa khóa và chỉnh bằng điện. Tiếp theo nữa là chiếc xe này có hỗ trợ trang bị về camera lùi màn hình. Tại sao em nói là chiếc xe này là một phiên bản đặc biệt? Bởi vì chiếc xe này rất hiếm, rất ít ở trên thị trường. Nó được mang trên mình một cái màu áo hồng phấn rất là đẹp, trang nhã, rất là phù hợp với tất cả các chị em cũng như các bạn trẻ đi làm, đi công việc rồi đưa con đi học, rất là tuyệt vời. Nếu đây là lần đầu tiên toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đang xem video clip của em, hãy cho em một lượt like video và đăng ký kênh nhé. Bật vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kể video nào trong tương lai. Em là Xuân Quyết, chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng ô tô cũ từ 29 chỗ ngồi. Địa chỉ tại 406 Ngô Tự Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Số điện thoại của em là 0365639999. Quý vị, anh chị và các bạn quan tâm chiếc xe này hãy nhấc điện thoại lên gọi cho em nhé. Chiếc xe này bên em sẽ báo giá chi tiết vào phần cuối video. Ngay sau đây mời toàn thể quý vị, anh chị và các bạn cùng với em đi tổng quan một vòng của chiếc xe này. Trên chiếc xe này em cam kết với toàn thể quý vị, anh chị và các bạn nhé, là nguyên bản tuyệt đối zin từng con ốc, kể cả con ốc dàn cò chưa hề tháo ra. Và màu sơn của xe là màu hồng nguyên bản trong đăng ký đăng kiểm. Em sẽ cho chúng ta xem luôn. Chiếc xe này sơn của xe là zin tới 80%, chỉ còn lại 20% là có trầy xước ở phần đầu, phần đuôi, phần nhựa thì bên em có tỉa đánh bóng rồi. Và ngay sau đây em sẽ mở luôn nắp capo để cho quý vị, anh chị và bạn chiêm ngưỡng luôn về cái phần động cơ của xe, cũng như là phần keo chỉ, cũng như là nắp capo của chiếc xe này. Ngay sau đây em sẽ cho chúng ta xem về cái đăng ký đăng kiểm. Chủ xe thì ở gần ngay cửa hàng em thôi, cách cửa hàng em chỉ có 2 km thôi. Đấy, xe là đời 2012 nhưng mà nhập khẩu về Việt Nam đăng ký lần đầu là ngày 13 tháng 4 2016. Màu sơn hồng quý vị nhé. Đấy, xe là tải van 2 chỗ, trọng tải là 275 kg. Và đi được 2 người, nhưng mà chiếc xe này đã độ lên hàng ghế phía sau rồi. Đây, em sẽ cho chúng ta xem về cái năm sản xuất của xe đấy ạ. Năm sản xuất của xe đấy quý vị nhé. Đấy, thương hiệu là Chevrolet này, loại xe Spark này. Đây là số máy, số khung, dưới đây là nước sản xuất là Hàn Quốc 2012 này, chỗ tay em chỉ đấy ạ. Phải nói là ở trên thị trường thì rất nhiều các cái dòng xe Chevrolet Spark như thế này quý vị nhá. Nhưng mà để tìm một chiếc xe đẹp, một chiếc xe chất, một chiếc xe nguyên bản zin tuyệt đối như chiếc xe của em thì thật sự là hiếm. Nếu anh chị và các bạn mua xe chất thì hãy gọi cho em. Đầu tiên ấy, thì em sẽ gõ cho chúng ta nghe này. Về cái phần nắp capo của xe đấy ạ, thì trên nắp capo này nó là sơn zin tuyệt đối, 80% sơn zin mà. Chính như vậy là không có một chút nào gọi là sơn tỉa hay là có matit nhá. Thế đây là phần bên trong, là phần keo chỉ của nắp capo đây, quý vị nhìn luôn cho em này. Đây là tổng quan về khoang máy của chiếc xe, cũng như là về phần nắp capo và keo chỉ. Quý vị và các bạn quan sát gần cho em đây. Đây là cái phần hai cái ốc của nắp capo zin nguyên bản tuyệt đối luôn, kể cả bên trong này không hề có một giọt sơn ta bay vào nhá. Bởi vì là không có sơn. Còn nếu mà chiếc xe đã có tỉa sơn thì những cái phần đen cao su này này sẽ bị cái bay sơn vào thì nhìn nó sẽ rất là xấu. Còn keo chỉ của nắp capo quý vị này, sờ nó rất là mượt tay, zin nguyên bản tuyệt đối luôn. Bên trong này là sơn zin, không có một chỗ nào có sự bong chóc hay là bị han gì cả. Tất cả các cái tem mác của nhà sản xuất nguyên bản hết. Trên cái miếng nỉ để mà chống nóng, cách nhiệt, cách chống ồn của nắp capo này còn rất đẹp, không có chỗ nào bị rách quý vị ạ. Sang cái phần sắt xi tai đèn cũng như là phía đầu rằng ở bên lái đấy ạ, thì quý vị nhìn cho em đấy, đẹp từng chi tiết một, từng cm một quý vị nhá. Được chưa ạ? Phần rằng của xe đây này, từng con ốc cao su này quý vị này, còn nguyên hết này. Rất là đẹp luôn. Cái phần sắt xi này tất cả nó rất là đẹp. Sơn bên trong là cái lớp sơn tĩnh điện, nguyên zin tuyệt đối quý vị ạ. Tai đèn phía bên phải cũng vậy. Chiếc xe này thì trang bị là trợ lái bằng dầu. Đấy, thế còn đây là cái khoang máy và máy đang nổ.
quý vị nhá, máy đang nổ mà em đã bật điều hòa rồi, điều hòa đang chạy ở nước gió số 2 và điều hòa nóng lạnh hai chiều em đang để ở chiều lạnh. Thế thì trên chiếc xe này nó nguyên bản zin từng con ốc quý vị nhá, kể cả là những con ốc dàn cò ở trên cùng đây còn rất đẹp quý vị này. Em quay gần chi tiết để cho chúng ta xem. Đấy ạ, những cái con ốc này này quý vị, còn rất đẹp, zin từng con một chứ không phải là chỉnh cò đâu nhá. Nếu mà một chiếc xe chạy trên 10 vạn ấy thì những dàn ốc của dàn cò này, những con ốc ở trên dàn cò này đã phải tháo ra để chỉnh cò rồi. Còn đây là nó nguyên tuyệt đối quý vị này. Đấy, nhìn nó rất là đẹp. Phải nói là rất ít khi bên em mới mua được một chiếc xe đẹp chất nguyên bản như này. Kể cả từ những cái chi tiết nhỏ nhất của các cái đường ống hút này quý vị, những cái sơn chấm nguyên bản của nhà sản xuất ở tay em chỉ đây, vẫn còn zin hết quý vị này. Ngay sau đây thì em sẽ mồi cái ga để cho chúng ta nghe về cái tiếng động cơ của chiếc xe này, nó chắc nó uy lực như nào nhá. 1.0 thôi nhưng mà là hộp số tự động và chạy ở đường nội đô ấy, thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 6 lít 8 7 lít trên 100 km mà điều hòa mát lạnh. Còn nếu chúng ta đi chạy ở đường mùa đông thì mức tiêu hao nhiên liệu không quá 6 lít trên 100 km nhá. Rồi, ngay sau đây em sẽ mồi ga chúng ta nghe về tiếng động cơ này. Động cơ của xe nó rất uy lực, rất chắc. Trên chiếc xe này là nguyên bản tuyệt đối zin toàn phần, chỉ có hai cái là đã thay rồi. Thứ nhất là dàn lốp thì chiếc xe là đã thay lốp, bởi vì là một dàn lốp chạy chỉ khoảng tầm hơn 6 vạn thôi. Chiếc xe này đã chạy đã là 7 vạn rưỡi rồi thì là một dàn lốp đã thay mới cả 4 quả. Và trên chiếc xe này thì có một cái thứ hai nữa trong khoang động cơ này, chúng ta nhìn cho em đây ạ. Thì trên chiếc xe này là về là chính bản thân em thay cái ắc quy này 1.2 triệu. Để chúng ta di chuyển đi đúng trong vòng 3 năm sau thì chúng ta mới phải thay về ắc quy. Đây ạ, ngày thay ắc quy là 20 tháng 1 2021 đây. Em vừa mới thay ngày hôm qua thôi. Hôm nay em làm video giới thiệu cho chúng ta luôn. Đó. Tiếp theo nữa là quý vị anh chị và các bạn quan sát cho em đây về cái phần sơn của xe đây. Thì những cái chỗ này này, đấy là phần nhựa thì nó có bị chảy xước thì về bên em đã có sơn tỉa rồi. Thì nhìn cái màu sơn đây nó sẽ không thể đẹp được như là sơn ở trên cái phần sắt xi này, bởi vì trên cái phần sắt xi này là sơn zin, sơn tây của nhà máy. Nhìn nó nảy nhũ, nó có cái màu nó tươi, nó sáng và nó lấp lánh, nó đẹp hơn. Đây là cái phần sơn này là đã sơn lại cho nên là nhìn nó sẽ bị xỉn hơn một chút. Về phần phía bên này ạ, bên này thì cũng vậy, bên này thì cũng có tỉa sơn, nhưng bên đây là tỉa sơn từ trước thì nó có đôi chút lại là xước lăm răm ở đây, thì cái đấy nó là bên ngoài da thôi. Còn đây là về phần pha đèn thì chúng ta quan sát cho em, pha đèn trong đẹp, nhìn xuyên thấu luôn, thấu kính rất là sáng, không hề có đánh bóng, không hề có xúc rửa quý vị nhá. Tiếp theo sang cái phần cua lốp ở phía bên phải của xe, phía đằng trước là phanh đĩa tản nhiệt và phía đằng sau là phanh tăng trống. Đây là phần cua lốp này. Đấy, chúng ta nghe tiếng em gõ. Tất cả là đều là sắt xi nguyên bản zin từ nhà máy cho nên là không có một chút nào ma tít cả. Sang phần cánh cửa đấy quý vị này. Cánh cửa cũng thế, cực kỳ là đẹp luôn. Em sẽ mở cánh cửa ra để cho quý vị và bạn quan sát từ cái gioăng luôn này. Đây ạ. Về cái gioăng cao su thôi quý vị ạ. Đấy, chúng ta nhìn cho em đây, nó đẹp mỡ màng từng chi tiết nhỏ một đấy ạ. Đó. Còn về keo chỉ đấy ạ, nó zin đây, từng cm một, không có bất kể một chỗ nào bị han gì hay là mất keo chỉ đâu quý vị nhá. Những cái chỗ nhạy cảm nhất là nước, cái lỗ thoát nước này, nó còn đẹp như này mà quý vị. Đấy, những cái gioăng ở đây thì nó quá đẹp rồi, bên trong này sơn sờ mắt tay luôn. Táp ly của xe đấy ạ, rất đẹp luôn. Đấy. Hai kính đằng trước là được lên xuống bằng điện và hai kính đằng sau là quay bằng cơ. Nguyên bản zin từ những cái gương quý vị nhá. Đây, chúng ta sẽ quan sát cho em về cái gương này. Chỉ cần chúng ta ấn nút khóa cửa thôi là gương sẽ tự động cụp vào. Và chúng ta ấn mở trên chìa khóa là gương sẽ tự động mở ra cả hai bên. Rất là thuận tiện cho chúng ta di chuyển, không bị ảnh hưởng về vấn đề là gương va chạm. Còn đây là chúng ta quan sát cho em về cái ốc bản lề từ cánh cửa trước đến cánh cửa phía sau. Đây là ốc bản lề của cánh cửa phía sau. Thì chúng ta quan sát nhìn cho em đây, nó zin đẹp từng chi tiết một đấy. Không có bất kể một con ốc nào có vết đấy. Tất cả những cái vòi voi dây điện này này bằng cao su còn rất là đẹp, chỉ bẩn thôi. Ngàm khóa của xe này vàng chới luôn đấy quý vị. Đó. Rồi, sang phần cánh cửa của phía sau đây, quý vị quan sát cho em về keo chỉ này. Keo chỉ cánh cửa phía sau cũng như là cái hệ thống gioăng của xe đấy ạ. Chúng ta thấy đẹp không? Những cái ốc này gần như là mới đến 95% ấy, chứ không phải là nói 100% là quá, nhưng mà nó rất đẹp. Táp ly của cánh cửa phía sau quý vị này không hề bị trầy xước nhá. Trên những chiếc xe van ấy, thường nói từ gọi là tải van hai chỗ, là một trong những chiếc xe chỉ đi hai người và chở hàng thôi, thì thường cái ghế sau ấy là hay chở hàng đồ đạc thì sẽ hay bị trầy xước. Thế nhưng mà trên chiếc xe này là không có chở hàng
và đã được lắp hai cái hàng ghế phía sau. Chính như vậy là trên những cái táp ly này nó đẹp mỡ màng luôn quý vị ạ, không có bất kể một cái vết xước nào ở trên cái táp ly này cả. Ghế đằng sau thì cũng được trang bị và bọc da, nhìn cũng rất là đẹp, nó đồng đều với cả hàng ghế phía trước. Tiếng đóng cửa của xe này rất là chắc chắn quý vị ạ. Cua lốp này rất là chắc, gõ con con luôn, chỗ nào cũng toàn là sắt xi không à, chứ không có ma tít nhá. Đây là phần nhựa này. Đấy, thì cái phần này nó có xước sát ở đây này, về bên em làm. Đấy. Còn đây là cái cặp đèn của xe. Thì trên chiếc Chevrolet Spark thì em nói nhiều rồi, không nói về cái thiết kế nữa, mà bây giờ nói về cái vấn đề là cái độ tinh xảo, cái độ mới, cái độ trong của xe thì chúng ta quan sát này. Nhìn nó rất là đẹp, xuyên thấu từ ngoài vào trong luôn. Trên cái phần kính của xe thì quý vị này, thì tổng thành tất cả các cái kính của xe là có 6 kính thì đều được dán phim cách nhiệt. Đấy, phim 3M cách nhiệt và có thương hiệu luôn ở trên này, SK này này. Đó. Và cái phim cách nhiệt này nó giúp cho chúng ta ở bên trong ấy, chúng ta đi mùa đông thì nó sẽ rất là riêng tư, và đi ban ngày mùa hè thì nó sẽ giúp cho chúng ta cách nhiệt, chống tiêu UV, chống tia cực tím, chống nóng rất tốt. Được trang bị ở tay gạt mưa phía sau có nước bơm để rửa kính, được trang bị là sấy kính và có cả cánh gió ở trên cao. Logo của xe nằm trung tâm, hai cái tem Chevrolet và cái chữ Spark này là zin nguyên bản tuyệt đối quý vị nhé. Mở khóa ở đây là mở khóa chìa và có điều khiển mở ở trên chìa khóa nữa. Ở dưới cái nắp cốp này là được trang bị camera lùi nằm ở đây. Em mở luôn cái cốp cho chúng ta xem. Cốp của xe thì lên bằng cần thủy lực, và cái cần thủy lực của xe này vẫn còn nguyên bản zin tuyệt đối nha quý vị. Trên đây là cái lòng của nắp cốp này, nguyên bản zin tuyệt đối, không có bất kể một chỗ nào là bị trầy xước cả. Các cái ngàm khóa còn rất đẹp. Tiếp theo là cái khoang chứa lốp sơ cua cũng như là khu vực này để chứa hàng đây. Thì cái miếng nỉ đó quý vị ạ, zin nguyên bản theo nhà sản xuất vẫn còn đây. Và trên chiếc xe này được trang bị luôn cả một lốp sơ cua nha quý vị. Chiếc xe này là bản đủ full đồ cho nên là nó có đầy đủ cho chúng ta di chuyển. Từ tay công này, rồi kích này, rồi lốp sơ cua này, rồi miếng cảnh báo này. Đây là cái miếng cảnh báo của nhà sản xuất nguyên bản zin này. Lốp sơ cua này cũng zin theo xe luôn này quý vị nhé. Và cái lốp sơ cua này trang bị là cũng là la răng, là la răng sắt 13 inch. Đấy, lốp là lốp zin. Đấy, tay công này chưa dùng nhá quý vị. Đây chúng ta chỉ cần nhìn cái kích của xe thôi là biết được cái chất của xe. Đấy. Cái kích của xe chúng ta nhìn ấy, chưa hề một lần đặt xuống dưới đường để mà vận hành nhá, cho nên là các cái góc cạnh này nó rất là đẹp vuông. Đấy. Đây là cái kích này là theo xe đấy, không phải là kích mua ngoài đâu quý vị ạ. Đấy, em đóng xuống này. Tiếng đóng cốp của xe chúng ta nghe này. Một chiếc xe đóng rất ít ấy, là nó rất là chắc mà nó rất là khe khít. Đấy thì chúng ta nhìn khe khít là ở đâu? Là những cái phần mép này này. Đấy, nó sẽ chạy dọc từng phần bên trái sang bên phải, không có chỗ nào bị cong vênh. Còn một chiếc xe mà đã có cái sự gọi là va chạm rồi ấy, thì nó sẽ có sự cong vênh và nó sẽ có chỗ dày, chỗ mỏng. Đấy, nó sẽ khác nhau về tiếng gõ. Ví dụ như trên này nó sắt xi, chúng ta gõ thì nghe cọc nó tiếng khác, mà chúng ta gõ tiền nhựa thì nó lại một tiếng khác. Tiếp theo là sang phần hông của bên lái thì chúng ta quan sát luôn cho em về cái phần cua lốp của bánh đằng sau. Cua lốp bánh sau thì quý vị quan sát cho em đây này. Một chiếc xe ấy, đẹp hay không thì chúng ta phải nhìn vào cua lốp là đầu tiên, bởi vì cái khu vực này nó là khu vực nhạy cảm nhất, ngày ngày tháng tháng đều phải lăn bánh ở trên đường, trên mọi địa hình. Thì nếu một chiếc xe mà đi nhiều nó sẽ bị oxy hóa, han rỉ, mục ngọt và mất cái cua lốp đi. Đấy. Thì một chiếc xe mất cua lốp đi rồi thì nó phải là một chiếc xe chạy rất nhiều. Nhưng chiếc xe này chúng ta quan sát cho em ấy, đầu răng sắt xi cũng như là cái cua lốp nó còn rất rất đẹp quý vị nhé. Sơn của xe đấy zin như này và cua lốp nó chắc như này. Trên chiếc xe này thì những cái thanh để mà chống vỡ kính khi chở hàng hóa thì vẫn còn nguyên, chưa hề tháo ra, rất là chắc chắn mà rất là an toàn. Nếu chúng ta có chở hàng hóa thì nó sẽ không bị vỡ cái kính này. Táp ly của xe phía sau đây quý vị ạ, nó đẹp như này cơ mà. Đấy. Đây là cái quay để mà lên xuống kính này, rất là trơn tru, rất là mượt. Keo chỉ đấy quý vị, keo chỉ thì zin từng chi tiết một rồi. Đấy, các cái ốc ngàm khóa đấy quý vị ạ, zin hết. Về phần gầm bệ của chiếc xe này thì em nói luôn với quý vị anh chị và các bạn này là em sẽ không quay được phần gầm bệ, nhưng em để cho chúng ta xem mấy cái ảnh ở đây để chúng ta biết được về cái chất gầm bệ của chiếc xe này nó như thế nào. Cái thanh babune chúng ta nhìn cái hộp của nó đây này là vuông đét hết, không có chỗ nào bị móp cả. Ở trên này là phần sơn bóng này quý vị, ở dưới này là phần sơn sần tĩnh điện của nhà sản xuất vẫn nguyên bản. Còn lại gầm của xe thì nó thẳng tắp luôn và cực kỳ là chắc chắn. Đấy, thì chúng ta xem qua hình ảnh để chúng ta biết được về cái gầm như nào rồi. Về phần cánh cửa bên lái là một trong cánh cửa nhạy cảm nhất của chiếc xe này, thì chúng ta xem cho em đây. Đầu tiên là chúng ta nhìn cho em về phần táp ly.
táp ly của cánh cửa đấy ạ. Giống như tất cả các cái cánh cửa khác, rất đẹp, không có sự chảy xước. Các cái nút lên xuống kính, phím điều khiển còn zin, không hề bị bạc màu. Về phần keo chỉ đây, keo chỉ thì nó là quá đẹp rồi, zin cả xe rồi, sờ chỗ nào cũng mát tay luôn quý vị. Ở trung tâm đây là hai cái tem của nhà sản xuất nguyên bản ở đây. Đây là tem nói về thông số lốp trước, lốp sau. Tiếp theo đây là tem của nhà sản xuất nói về thông số của xe và năm sản xuất. Có mã QR code đây, chúng ta chỉ cần đưa camera đây quét là lên thông số chi tiết của chiếc xe này. Đấy, năm sản xuất 2012 đây. Đây là cái ngàm khóa mà chúng ta cần phải quan tâm nhất, bởi vì cánh cửa mở nhiều nhất đây. Còn rất đẹp, vàng chới mà lại bo tròn như này. Dán ốc bắt cánh cửa phía sau, nó quá đẹp rồi. Và mời chúng ta sẽ cùng vào trong để chúng ta xem về cái khoang lái của chiếc xe này được trang bị những cái gì nhá. Đây là cái bộ điều chỉnh gương bên trái phải ở đây. Trên chiếc vô lăng này thì được trang bị bóng khí nằm ở trung tâm quý vị nhá, logo nằm ở giữa. Và vô lăng ba chấu trên cái thân vô lăng này, quý vị nhìn cho em này. Tất cả các góc cạnh của vô lăng không hề có chỗ nào bị mài mòn nhá. Zin nguyên bản tuyệt đối luôn. Bởi vì là chiếc xe này bọc cái một cái lớp da ở ngoài vô lăng, cầm nó rất chắc nhưng bóc ra thì rất đẹp. Vô lăng điều chỉnh lên xuống gật gù, có cái nút ở nằm trung tâm ở đây. Thì chúng ta có thể điều chỉnh tùy theo hướng chúng ta di chuyển. Đấy. Mặt đồng hồ trung tâm là đồng hồ cơ, nằm ở phía bên trái là báo tốc độ. Rồi tất cả các đèn báo về thông số kỹ thuật của xe. Phía bên đây là đồng hồ báo vòng tua máy, nhiên liệu cũng như là cái số km đã đi. Em bật luôn cho quý vị xem đây. Chiếc xe đây chạy 79.984 km. Đó, tiếp theo là tất cả các trang bị cần tay gạt mưa lên xuống. Thì cái đấy nó là cái cơ bản xe nào cũng có rồi. Được trang bị là điều hòa chỉnh, điều hòa cơ. Em đang bật điều hòa đây. Trên đây là một màn hình. Thì màn hình này là màn hình chạy DVD, chạy thẻ, chạy USB, kết nối Bluetooth điện thoại. Tiếp theo nữa là cài và số lùi thôi. Để em di chuyển luôn cho quý vị xem này. Thì ngay lập tức trên camera sẽ hiển thị luôn màn hình lùi. Đấy, giúp cho chúng ta di chuyển nó cũng rất là an toàn. Để mà tránh cái việc là có các cái vật cản ở phía dưới của xe, không mong muốn mà chúng ta chèn vào. Về phần hộp số của xe thì quý vị quan sát cho em đây. Hộp số của xe đã được trang bị hộp số là có sự ship lock ở đây này. Nếu mà xe của chúng ta hết acquy mà đang để ở phím parking này mà không di chuyển được số về thì chúng ta chỉ cần mở nắp lên thôi. Dùng một cái vật nhọn chọc ở đây là chúng ta bóp vào, chúng ta có thể di chuyển số được về như bình thường. Lớp cao su non trang bị ở trên này còn rất đẹp, không hề bị bong chóc, không hề bị bóng. Nó trông rất là đẹp. Bởi vì là một chiếc xe chạy có chưa đầy 8 vạn thôi, cho nên là cái chất nó rất là đẹp rồi. Phần phanh tay của xe thì quý vị nhìn cho em đây. Cái nút để mà bấm vào để chúng ta hạ phanh xuống này, kéo lên này. Mạ inox còn rất đẹp, không hề bị mài mòn. Đấy, cái lớp cao su ở đấy cũng thế, không hề bị chảy xước quý vị nhá. Trần của xe thì trang bị là nguyên bản trần nỉ zin, rất là sạch đẹp mà bên em không hề có rửa dọn gì cả. Các cái miếng che nắng của xe đây này còn rất đẹp luôn. Bên này là cảnh báo về túi khí, đèn trần này, mở cửa là sáng đèn này, đóng cửa là tắt đèn này, đèn bật này, gương nguyên bản, tất cả mọi thứ đều zin nguyên bản hết quý vị ạ. Trên phần táp ly của xe đây, zin nguyên bản tuyệt đối 100% quý vị nhé, không hề có dấu hiệu của cái sự chảy xước. Trên chiếc xe này thì đã được trang bị là gương điện. Chính như vậy là hai cái tai gương ở bên đây đã được độ là hai loa tép, để cho chúng ta có cái chất lượng âm thanh nghe nó hay hơn, kết hợp với cả hai loa toàn giải của xe trên phần táp ly. Về phần dưới đây là cũng được trang bị một cái hốc để chúng ta để rất là nhiều đồ ở phần bên ghế của hành khách. Với mức giá chưa đầy 170 triệu, quý vị anh chị và các bạn đã sở hữu ngay cho mình một chiếc xe ô tô con nhỏ gọn, xinh xắn, màu hồng phấn rất là đẹp, mà được trang bị hộp số tự động, lại đầy đủ tất cả các tính năng an toàn cho chúng ta di chuyển ở đường nội đô, đường phố, chơi xuân, đón Tết, đưa con đi học, đưa cháu đi đến trường rất là an tâm, tránh nắng, tránh mưa rất là tốt, mức tiêu hao nhiên liệu rất là thấp. Xin cảm ơn toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã xem hết video clip của em đến giờ phút này. Em vừa giới thiệu nhanh đến toàn thể quý vị anh chị và các bạn một mẫu xe Chevrolet Spark vừa về đến bên em. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá 168 triệu Việt Nam đồng, chưa bao gồm phí rút hồ sơ và phí vận chuyển. Nếu quý vị anh chị và các bạn quan tâm chiếc xe này, hãy nhấc điện thoại lên gọi cho em với số điện thoại 0365639999. Em xin báo giá lại, đây là chiếc Chevrolet Spark Van 2 chỗ nhập khẩu 2016, sản xuất 2012, được mang trên mình màu hồng phấn. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá 168 triệu, chưa bao gồm phí rút hồ sơ và phí vận chuyển. Nếu quý vị anh chị bạn quan tâm chiếc xe này, hãy chia sẻ video này đến nhiều người cùng biết đến nhé. Em là Xuân Quyết, chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng ô tô cũ từ 2-9 chỗ ngồi tại 406 Ngô Tự Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Em xin nhấn mạnh, chiếc xe này là nguyên bản tuyệt đối, sơn zin 80%, cột kèo keo chỉ zin 100% và phần động cơ máy móc không một con ốc nào
có vết tháo ra. Nếu quý vị anh chị và bạn đến xem mà không đúng như lời em nói, em sẽ tặng quý vị anh chị và bạn 5 triệu tiền chi phí đi lại. Em xin trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo.